đã trong sạch làm đây hãy làm chứng đắc A La Hán thánh đạo thánh diệt độc mà giá nó khai giá toàn thể đạo tràng. Nhà sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới xong, Avatthana xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kinh cảm ơn Vinh Vathana. Dạ cảm ơn Vinh cho Nhật Vinh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ con xin sám hối với đạo tràng ạ. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Vát Tha Ná, kính chào Maha Ra Chá, mến chào Sư Trần Đạo, kính chào Giác Ngộ, kính chào cô Ái Minh, mến chào Châu Khoan, kính chào IQ em đó, kính chào chị Sương Mai, kính chào học con Nai, mến chào Sư Trang Thư, mến chào cô Nghe Pháp, mến chào Thi An Lạc, sát thú thành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Vát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo gia thọ trì quy giới. Và hôm nay Nhật Quỳnh xin bớt bài đa và kính mời đạo tràng có thể đọc bài tiểu bộ kinh số 9 La Mã có hai đoạn và số 10 của phẩm 1 cũng có hai đoạn. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính con cung thỉnh Thượng Tọa Thanh Tâm. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ con xin sám hối ạ. Dạ sư có nghe được âm thanh của con không? Sư có thể cầm mic đọc bài ngày hôm nay được không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ kính chào xích tám gió vừa vào đầu tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ Thượng Tọa Thanh Tâm có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ vậy là sư không có trước máy rồi. Dạ là tiên pháp đi Vinh. Dạ Vinh dùng nước chưa? Vinh tiên phong đọc bài đi. Nhật Vinh bớt bài cho Vinh đọc chút xíu nữa thì Vinh bớt bài lại cho đạo tràng đọc. Dạ rồi kính mời Vinh nha. Dạ sa thu lành thầy. Kính là cảm ơn Sít Nhật Huỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Kính đảnh lễ chư đại đức, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng và kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Là con xin được xung phong kể lại về kinh tiểu bộ phần 9 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri tham, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỷ kheo, ai thắng chi, liễu chi tham, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến, với tham bị tham đắm, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán tránh trí, từ bỏ tham ái ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều 10 La Mã. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo,
ai không thắng chi, không liễu chi sân. Ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt từ khổ đau. Này các tỷ kheo, ai thắng chi, liễu chi sân. Ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Với sân vì sân hận, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ sân hận ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Phật Thầy dạ còn xin được xin mời sít tại trần đạo tiếp theo. Dạ Nam mô Phật Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Khai dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc Kinh Tiểu Bộ đoạn số 9 và đoạn số 10. Đoạn 9, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri tham, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liễu tri tham, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Giới tham bị tham đắm, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh tri, từ bỏ tham ái ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 10, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, liễu tri sân, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng liễu tri sân, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Giới sân bị sân hận, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh tri, từ bỏ sân hận ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con đã đọc xong, xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ con sư mai, Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sư mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc bài kinh Tiểu Bộ đoạn 9 và đoạn 10. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri tham, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liễu tri tham, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Với tham bị tham đắm, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ tham ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều 10,
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri sân, ở đây tâm không ly tham, không tự bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng liễu tri sân, ở đây tâm ly tham tự bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến với sân bị sân hận, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ sân hận ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại. Đời này ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ kính mời, à cô nghe Pháp, dạ con kính mời cô. Dạ nam mô Bố Thầy, dạ nam mô Thầm Mà, dạ con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Dạ con xin đọc bài. Dạ điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, khai thắng tri, không liệu tri tham, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri liễu tri tham, ở đây tâm ly tham từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến với tham bị tham đắm, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ tham ái ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, không ai thắng tri, không liễu tri sân, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, ai thắng liễu tri sân, ở đây tâm ly tham từ bỏ, có thể diệt khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến với sân bị sân hận, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh tri, từ bỏ sân hận ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và nghe Pháp đã đọc bài xong, muốn mời bàn tay kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Thầy Mê Giá, Nam Mô Thầy Khai Giá. Con kính bánh lễ anh Đức Chư Phật, con kính bánh lễ anh Đức Giáo Pháp, con kính bánh lễ anh Đức Chư Tăng, con kính bánh lễ với Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ với Thư Nữ, kính chào với anh chị. Cảm ơn chị Nga Pháp, cảm ơn chị Trần Đạo, con xin phép được đọc bài ạ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng trí, không liễu tri tham, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng trí liễu tri tham, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Tham bị tham đắm, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ tham ái ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này.
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thấn chi, không nữ chi tham, ở đây tâm không đi tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thấn nữ chi sân, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Với sân trị sân hận, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ sân hận ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Anh Minh đã đọc bài xong, kính dân nước lời đạo tràng. Dạ, sa thu lần thầy, xin tay mình xin nghe pháp và xin chuyên mai cũng như xin Trần Đạo đã hoàn hình lên đọc chán văn bài tiểu bộ kinh số 9 và số 10. Vatana thấy xích với tiền hình đã trở lại máy chưa? Vatana xin tập kính mời xích nhé. Alo, xin tiền hình. Dạ, kính chào chư đạo hữu vừa quang lâm, đã vừa vào đạo tràng. Dạ, 8 giờ, 8 gió, 8 giờ, Huy Đinh và Gospel. Dạ, kính mời xích. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Quỳnh Vát Thanh Á. Dạ, cảm ơn Quỳnh cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, dạ, một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức. Như Quỳnh kính chào đạo tràng, Như Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Vừa vào đạo tràng, kính chào học online. Kính chào Huy Vinh, mến chào Sích Cơ Vết vừa vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh cũng chưa có thấy được thượng tọa Pháp Tân vào đạo tràng, mà con cũng không thấy tín hiệu của thượng tọa Thanh Tâm. Dạ, nên con xin được đọc bài ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn Quỳnh cho bài học. Trong kính La Mã, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thân tri, không liệu tri tham, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thân tri, liệu tri tham, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Với tham, bị tham đắm, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ tham ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được nói, được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 10 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, liệu tri sân, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng liệu tri sân, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Với sân bị sân hận, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ sân hận ấy, từ bỏ không bao giờ trú lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá.
Dạ, bây giờ còn 6 phút mà cũng chưa có thấy Thượng Tọa Pháp Tân vào. Quỳnh Quách Hà Ná ơi, cho Nhật Quỳnh ý kiến đi. Có thể mời một vị nào lên thỉnh Pháp Sư trong khi chờ đợi sư, hay là đợi sư vào rồi mình thỉnh Pháp Sư. Quỳnh Minh cho Nhật Quỳnh một ý kiến đi. Quỳnh thỉnh Pháp Sư hả? Dạ, xà thủ. Cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Để coi, chích Trần Đạo con trước máy không Trần Đạo? Trần Đạo ơi, Trần Đạo còn trước máy không? Trần Đạo có thể thỉnh Pháp Sư không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ, chích Trần Đạo còn trước máy không? Rồi, mời Trần Đạo thay mặt đạo tràng cùng thỉnh Pháp Sư. Trần Đạo nha. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sâu Khai Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Amma chaloka dipati sahang bati katang cali angthi warang aya jatha sangti tha satappa raja rajap khaja tika desetu thammang anukam bimang macang sathamma bering vinayang cakayang sutang ca pangdang abitham macang mang Ako tayangto satusak cadangdang babo taneye barisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hết. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lập giả ngày giờ chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng. Thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã thỉnh Pháp Sư xong ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, xin gửi mic lại cho chị Nhật Quỳnh. Dạ, xa thủ kính cảm ơn Sức Trần Đạo đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Sức Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, kính chào Phạm Phu vừa vào đạo tràng. Dạ, con xin được đọc chánh kinh ngày hôm nay ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, hôm nay thứ ba ngày năm, ôi con sai rồi, dạ hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2019, kinh tiểu bộ Itivuttaka chương 1, một pháp phẩm 2 bài 11, 12, 13. Dạ, con thấy sư nhắn tin như vậy, con nếu có sai thì sư chỉ dạy cho con ạ. Tức là đọc bài 11, 12, 13 phải không bạch sư? Dạ, phẩm 2, bài 11. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo,
Ai không thắng tri, không liệu tri si. Ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri liệu tri si. Ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Với si bị si mê, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí từ bỏ si mê ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 12. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liệu tri phẫn nộ. Ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai lắng thắng tri, liệu tri phẫn nộ. Ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Với sự phẫn nộ, phẫn uất, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ phẫn nộ ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 13. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liệu tri dèm pha. Ở đây tâm không đi tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liệu tri dèm pha. Ở đây tâm đi tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Giới dèm pha, dèm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ dèm pha ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có nghe âm thanh con. Sư cho con xin một bạch sư. Dạ, sa thủ lành thai. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thế Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho sư biết rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, như là trong giáo trình học thì hôm nay tiếp tục chúng ta học qua phẩm 2 ở trong kinh Phật Thuyết như vậy. Trong thời gian qua thì những ngày mà chúng tôi giảng thì giảng kinh Phật Thuyết như vậy, thì hôm nay chúng ta qua phẩm 2 của phần này. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị về Tam Bảo đảnh lễ Arahang Samma Sambuddho Buddhang Khakawantang Aphiwadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sokhato Phagavata Thammo Thamman Nakmasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc.
Subhatibano Phagavato Savakasangho Sankhang Namasami Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phạm là mô phạm của nguồn sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính bạch chư tăng, trước tiên là chúng ta được nghe cái phần thứ 11 La Mã. Đó là Đức Thế Tôn ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri si, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liễu tri si, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt trừ khổ đau. Như vậy thì trước tiên đó là ta làm rõ nghĩa của cái từ thắng tri, tức là biết một cách cao siêu, biết một cách thấu triệt tường tận, biết một cách tường tận. Như vậy thì và mình thấy rõ được cái những cái pháp đó. Pháp đây ở đây đó là chỉ cho si. Si thì si á, trong cái định nghĩa, trong ba cái căn gốc của phiền não đó, của căn, ba căn bất thiện đó, là căn tham, căn sân và căn si. Thì căn si á, là một cái trạng thái mê mờ, trạng thái mê mờ. Như vậy thì trong một cái mê mờ ở đây đó, thì cái việc những cái biết là những cái gì chúng ta không có được, không rõ ở đây không có nghĩa là không rõ trong một cái chuyện thông thường không, mà là không rõ những điều đáng được rõ mà chúng ta không rõ. Si ở đây là đồng nghĩa với lại cái vô minh á, đồng nghĩa với cái vô minh. Bởi vì nhiều khi chúng ta hành động này, chúng ta hành động kia đó, nhưng mà cái hành động của chúng ta đó, nhiều khi nó, chúng ta cứ nghĩ rằng cái việc mà chúng ta làm như vậy nó là tốt, nó là đúng. Thì tốt và đúng đó cũng chưa là cái điều mà chúng ta nghĩ nó lại đúng đâu. Tại vì trong đó nó cứ chứa chấp một cái người phàm phu bình thường đó, thì thường là chứa phiền não, đặc biệt là chứa si ở trong đó. Cho nên là những điều mà cần biết chúng ta cũng không biết. Ví dụ như là một trong những cái hình ảnh mà chúng ta thấy đó, tức là si hay là tượng trưng cho vô minh, thì phải nói rằng là một, giống như là một cái người mà đi trong bóng tối, mình không biết định hướng ra cái gì, mà mình cũng không biết định hướng để đâu, mình cứ dẫn đi càng đi tới, tới đâu thì tình, nhưng hoàn toàn là cũng dẫn trong bước đi. Cho nên là ở trong giáo lý Duyên Khởi đó, các vị thấy rằng là do vô minh cho nên là khiến cho chúng ta hành động. Ví dụ như là có một ngày nào đó chúng ta rảnh rỗi, chúng ta không làm gì hết, hàng ngày thì chúng ta lại làm công việc này việc kia, chúng ta ra đường làm với cái công việc của mình. Nhưng mà hôm nay thì cái ngày mà rảnh rỗi, ngày rảnh rỗi nhưng chúng ta không làm gì hết, thì bỗng nhiên chúng ta bật cái tivi lên, chúng ta xem tin tức, xem này xem kia, thì có một ai đó tình cờ họ đi đến gặp chúng ta xem tivi, thì người ta hỏi bạn đó, hỏi mình đó là nữa anh làm gì vậy, thì nói là tôi xem tivi. Nói tại sao không đi làm gì mà lại là xem tivi, thì mình mới trả lời là không biết làm gì cho nên là xem. Tức là một ngày mà rảnh rỗi mà chúng ta không làm gì hết thì chúng ta ngồi đó chúng ta sẽ xem tivi. Thì cái này là trong cái ý nghĩa là chúng ta trong cái vô minh ấy,
trong cái vô minh nó khiến cho chúng ta hành động, dù là một cái hành động nó đơn giản, nhỏ nhặt hay là bình thường thôi, nhưng mà vẫn khiến cho chúng ta hành động. Cho nên là khi mà vô minh ở đây hay là si ở đây thì quý vị hiểu rằng mình không biết nên mình vẫn hành động. Thường thường trong cái chung là nói mình không biết làm gì, thôi mình khỏi làm đi. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta thấy là chúng ta không biết làm gì cho nên cứ làm đại. Càng giống như là cái người mà rảnh rỗi, hôm nay không có việc gì làm cho nên là họ phải ngồi xem tivi thôi. Khi có một ai đó hỏi họ tại sao phải xem tivi thì họ nói là giờ không có làm gì rảnh rỗi cho nên là coi tivi, xem tivi. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng chính vô minh nó là hành động. Thì vô minh ở đây trong cái sự si mê ở đây nó là những điều mà chúng ta không có biết rõ, như trong kinh nói là bất tri cập tập, bất tri khổ, bất tri diệt, bất tri đạo, tức là không biết rõ được cái nguyên lý, những cái chân đế, những cái chân lý rõ ràng, tức là mình không biết cái khổ. Ví dụ như trong cái cuộc sống mình thì cứ lẩn quẩn, nếu mà mình do còn vô minh á, cho nên là mình cứ sống trong cái dòng lẩn quẩn mà thôi. Chúng ta gặp người khác chết, người thân của chúng ta chết vậy, hay hoặc là chính bản thân mình gặp nạn, mình khổ này khổ kia, nhưng mà hết rồi thôi mình cũng đâu vào đấy, tức là mình không có thấy gì đâu mà cũng bình thường, đâu vào đấy thôi. Hay hoặc là mình chứng kiến người thân mình qua đời thì mình biết là biết như vậy, thấy là thấy như vậy, nhưng mà rồi đó là cái sự việc chúng ta cũng không có đủ sức để mà chúng ta tìm thoát ra, quẩn quẩn. Hay hoặc là như một người mà vì họ bị khổ gì quá, khổ trong cái cùng cực của sự khổ, thì họ thấy khổ vậy, nhưng mà rồi đó thì bỏ ra họ cũng là trở lại bình thường, không có gì khổ hết. Qua cái cơn khổ rồi thì họ trở lại bình thường, rồi tiếp tục biết rằng như một người là biết rằng là mình nhậu sai, khi mà mình sai xỉn lên là khổ. Để khai xỉn lên là hành vi không có kiểm soát được, nói năng không có kiểm soát được, hành động không có kiểm soát được, thí dụ vậy. Nhưng mà rồi đó thì họ nói, họ hứa với lòng là không bao giờ sai nữa. Nhưng mà rồi có sự việc rồi xảy ra, sự việc diễn ra, có một cái cơ hội nào đến thì tự nhiên là khiến cho họ phải tiếp tục uống rượu nữa. Thì tiếp tục là họ sai, sai rồi trong quẩn quẩn, hứa trong lòng là như vậy, nhưng mà sai thì cũng không có biết gì hết. Thì ở đây khi mà nói đến cái vô minh á, tức là mình không biết khổ, không biết cái sự thật của khổ. Như trong kinh mô tả rằng Phật dạy rằng là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, già là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, ghét mà gặp mặt nhau là khổ, và do chấp thủ đến với năm quẩn của chính mình. Chấp thủ là sao? Cái gì đi nữa, chúng ta thấy rằng là cái gì mà nó thuộc về vừa là quẩn mà vừa là thủ á, vừa là quẩn mà vừa là thủ, cảnh thủ luôn, vừa là cảnh thủ. Tức là chúng ta thấy rằng là những cái pháp mà liên quan tới pháp hiệp thế, nếu nói trong siêu thế, nếu nói trong di diệu pháp á, thì cái nào mà liên quan đến siêu hiệp thế thì đều là có chứa chấp ái ở trong hết, chứa chấp ái. Tức là ngay cả cái thiện ở trong thiện dục giới, cái thiện của trong thiện sắc giới, cái thiện của trong thẩm thiện vô sắc giới, thì cái kết quả của thiện đó đó, có những cái kết quả thường là đưa đến các cái cõi trời phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới, hoặc là cõi trời chư thiên dục giới chẳng hạn. Thiện đó là chúng ta biết là thiện đó, nhưng mà nó do chứa chấp cái gọi là ái, có ái nhiễm trong, cái nhiễm, tức là mình không có ly tham. Mặc dù là có một số chúng sinh á, là ly dục, tức
là những gì mà phạm thiên sắc giới á, do thiền vô sắc á, vô thiền sắc á, rồi họ chứng được các thiền thì họ lại ly được dục, tức là họ tránh xa được dục, họ không có bị ái nhiễm trong dục. Nhưng mà ngược lại đó là họ còn ái nhiễm trong sắc, ái nhiễm trong sắc, hoặc là họ còn say đắm ở trong cái sự cái thiền chi của họ, tức là cái no vui, cái hỷ lạc ở trong thiền, thì cái đó nó vẫn còn chứa trong cái ái chấp là như vậy. Như vậy thì cái khổ mà chúng ta thường được nghe trong kinh đó, mô tả đó là khổ khổ, rồi hoại khổ, rồi hạnh khổ. Thì cái khổ khổ mà chúng ta thường gặp đó là đói, lạnh, hoặc là rét, hoặc là cầu muốn không được, hay hoặc là nạn tai chết, rồi bệnh đau già. Thì cái khổ mà chúng ta thường gặp là những cái nạn tai hay là những cái này cái kia nó xảy ra cho cái đời sống của mình, hoặc là nhiều khi đó là mình cũng mong muốn được an lạc, mong muốn được tốt đẹp, nhưng mà rồi nó không như ý của mình được, thì cái khổ nó vẫn diễn ra, mà cái trong kinh gọi đó là khổ khổ. Có thân thì phải bệnh già đau chết, rồi chúng ta còn có những cái cảm thọ từ những cái gì đó tác động từ bên ngoài làm cho chúng ta thương tật, thương tích, làm cho chúng ta phải khổ về xác thân, phải khổ về tâm linh. Nhưng mà cái khổ cũng chính là cái mà mình không biết. Không biết ở đây không nghĩa là mình không biết khổ, nhưng mà rõ ràng là nói không biết khổ là gì sao? Là vì mình không có tri được cái nguồn gốc của nó, cho nên cái khổ nó vẫn tiếp ra, tiếp diễn liên tục. Thì khi mà mình, có khi mình nhận ra cái khổ đó rưng rồi thì cũng đâu trở vào đấy thôi. Khổ thì bớt khổ, nhưng mà mê thì vẫn là mê. Đó là nguyên nhân mà mình nói rằng khổ đế là cái pháp mà chúng ta không biết. Cái thứ hai nói là tập đế, tức là do cái ái tham. Tập đế là do cái ái tham. Sự thật ra đó là chúng ta mong muốn cái này, mong muốn cái nọ, mong muốn đủ thứ hết á. Mà những cái mong muốn đó đó đều chứa chấp trong cái dục ái, sắc ái và vô sắc ái, đều chứa chấp cái ái tham trong đó hết. Chứ chúng chưa được ly tham. Chính vì những cái mong muốn mà mình nói là hết sức đời thường, hết sức đời thường, có nghĩa là ví dụ như tôi mong tôi được cái này, mong tôi được cái kia, mong tôi được sống gần cái con cái, sống thọ cái này kia, tất cả những điều đó hết sức là đời thường đó. Bởi vì ai cũng có cái sự mong cầu để mà mình được sống còn chứ. Nhưng mà rồi là cũng chưa chấp cái ai tham trong đó. Vì do chưa chấp cái ai tham cho nên là chúng ta cứ miên diễn, tức là truyền miên và tiếp diễn cho cái đời sống. Sống luân hồi. Ở đây Đức Phật ngài nói rằng mình không có tri được cái ái tham của mình. Có khi đó là mình cũng nhận ra một chút nào đó của do cái lòng tham của mình đó, cái ái tham của mình đó, nó dính mắc đó, cho nên là mình khổ. Nhưng mà rồi đó mình biết mình khổ vậy, nhưng mà vẫn rồi còn là dính mắc tiếp như vậy, dính mắc thì chính cái đó nó đưa đến khổ. Mà mình không hay, mình cứ nghĩ thường là mình thấy cái ngọn thôi, thấy cái nhánh lá thôi, chứ mình không thấy cái nguồn cội gốc rễ của nó. Mà cái gốc rễ của sự khổ cũng chính là do ai ta không có biết điều đó. Cái điều nữa đó là có một cái nơi, chúng tôi tạm gọi là có một cái nơi, nhưng sự thật ra đó là một cái sự tịch tịnh, không có khổ đau. Không có khổ đau. Cho nên chúng ta nghe nói định nghĩa về Niết Bàn, định nghĩa về Pháp Vô Vi ấy, là không còn tham sân si. Niết Bàn có nghĩa là không tham sân si. Niết Bàn là không còn hiện hữu của năm uẩn. Niết Bàn là chấm dứt phiền não. Niết Bàn là sự an lạc tịch tịnh. Bởi vì nó không phải là một cái pháp gì là hữu vi, không hiện hữu bất cứ một cái pháp gì là hữu vi, cho nên là đâu có khổ. Mà để có được là không có khổ là có bằng cách đó,
là không hiện khởi năm uẩn. Mà cái gì để làm cho năm uẩn hiện khởi? Bắt nguồn từ cái ái tham. Bắt nguồn từ ái tham. Cho nên để mà diệt được cái không còn tái hiện trong cuộc đời sống nữa, thì cái ái tham nó dứt thì không còn tái hiện nữa, không còn tái hiện nữa. Thì cái diệt đế hay là cái niết bàn á, đó là một chân lý sự thật mà một bậc thánh á, các ngài giác ngộ về tứ đế, có nghĩa là giác ngộ về những sự thật đó bằng với sự thực nghiệm trải nghiệm của chính mình. Như là các ngài học hỏi được những cái đề mục từ nơi Đức Phật hay là những vị thầy của mình, thì rõ ràng là với cái sự quán chiếu để rồi đoạn tận phiền não và đạt được cái sự an lạc tịch tịnh giải thoát, thì điều đó chính là sự thực nghiệm của các ngài. Để mà có được cái sự an lạc đó thì dĩ nhiên một người thực hành đạo đế. Đạo đế tức là thực hành cái con đường, con đường, hay thực hành bát chánh đạo, bát thánh đạo. Bậc thánh giác ngộ những điều đó, giác ngộ về tám ngành này thì gọi là bát thánh đạo. Nhưng mà trong đời sống bình thường có nghĩa là bát chánh đạo. Bát chánh đạo tức là tám ngành chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh chánh định. Bởi vì để được giải thoát, đó là con đường mà chư Phật và chư vị thánh đã đi qua. Con đường ta gọi là con đường cổ xưa, con đường cổ xưa. Như vậy thì ở đây đó, cái si là nguồn cội, đồng nghĩa với cái vô minh. Vô minh. Cho nên vì có vô minh cho nên là khiến cho người ta hành động, mới tạo tác chứ. Vô minh viên nhiên cho hành. Mà vô minh ở đây có nghĩa là bất tri khổ, bất tri lập, bất tri diệt, bất tri đạo. Hay nói trong Di Diệu Tạng đó là bất tri quẩn xứ, giới, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có nghĩa là với một người tu tập thiền quán thì họ phải theo dõi thân tâm của họ. Mà họ để theo dõi thân tâm của họ thì cần phải có chánh niệm và tỉnh giác một cách thường xuyên đó, liên tục đó, thì họ mới có thể có cái trí tuệ để liễu tri được danh sắc được. Khi mà liễu tri được danh sắc thì họ mới thấy rằng năm uẩn vốn không có một cái tự ngã gì trong đó. Cho nên là họ bỏ đi cái ngã chấp, bỏ đi cái ngã chấp, bỏ đi cái chấp tôi trong bất cứ màu, bất cứ năm cái uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Cho nên cái người mà không có si, Đức Phật ngày nói mình liễu si, liễu tri si, hay là mình thắng tri si và mình đoạn trừ tham, từ tham, thì cái người đó không còn đau khổ. Cho nên chúng ta nghe ở trong câu Pháp Cú đó, Đức Phật ngày là tha mái sinh sầu u, tha mái sinh lo sợ, ai dứt ai dứt khỏi tha mái, không sầu đâu sợ hãi. Tức là từ ở cái tha mái đó mà mình sinh ra lo sợ, từ ở cái tha mái đó mà mình cảm thấy mình bị hụt hẫng chơi vơi trước những sự tham cầu của mình, trước những sự tham cầu, rồi mình chỉ nghĩ nhánh nhóc để diệt được cái nhánh nhóc và cái cành lá thôi, chứ chúng ta không truy nguyên được cội nguồn của nó để chúng ta diệt cái khổ mà nó có là nhánh nhóc. Nhưng mà cái gốc rễ mà đưa ra cái khổ đó là gốc là tha mái mà chúng ta ít tri ra. Diệt đế chính là sự chấm dứt của ngũ uẩn. Diệt đế tức là sự không còn tái hiện của không có phiền não, chấm dứt tham sân si. Diệt đế là như vậy. Sự diệt đế là một sự tịch tịnh hoàn toàn vắng lặng, không có chứa chấp tất cả các pháp hữu vi. Diệt đế là như vậy. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài nói giới si bị si mê, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí từ bỏ si mê ấy. Bây giờ chúng ta qua đoạn thứ 12 La Mã. Tức là điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi được nghe như vậy. Được nghe như vậy. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri phẫn nộ. Ở đây, tâm không ly tham,
không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri liễu tri phẫn nộ, ở đây tâm ly tham từ bỏ có thể diệt trừ khổ đau. Ở đây đó thì chúng ta thấy cái phẫn uất này, cái phẫn nộ này là một cái trạng thái của tâm sân, nhưng mà nó là tiềm ẩn chứa chấp, hoặc là nó nung nấu, dù là thô tế hay là vi tế, thô thiển hay là vi tế, thì nó đều chứa cái lòng phẫn nộ trong. Trước tiên đó là chúng ta thấy rằng nếu một ai mà mình thấy rằng chứa cái lòng phẫn nộ, có nghĩa là nuôi cái hiềm hận ở trong lòng, rồi là gây ra cái sự oán thù hay là giận dỗi, không hài lòng, nói trong một cách vi tế đó là không hài lòng với cái hoàn cảnh sống của mình, thì đó cũng là một trong những cái trạng thái phẫn nộ hay trạng thái của tâm phẫn nộ. Và như vậy thì làm sao diệt được khổ đau? Chúng ta thấy rằng ngay cả một khi mà lòng, cái tâm của mình mà có khi mình để ý, có khi mình bị bực bội, rồi mình khó chịu vì cái việc này việc kia đó, thì mình để ý là trong lòng của mình, trong tâm của mình rồi coi như sao mà mình lại nuôi nấng cái lòng phẫn nộ ở trong lòng của mình hoài như vậy. Bởi vì mình chứa chấp như vậy nó cũng có tốt đâu, chứa chấp không tốt. Khi mà mình biện minh cho cái lý lẽ của mình thì mọi chuyện mà mình chấp đó, mình cho rằng nó có lý lẽ hết. Nhưng sự thật ra thì điều này nó cũng chẳng có ích lợi gì mình. Một khi mình đã phẫn nộ với ai, phẫn nộ với hoàn cảnh, phẫn nộ với một việc gì đó, vân vân, thì khi mà mình phẫn nộ như vậy thì trong lòng của mình ở hiện tại đó, trước nhất á, là mình đã bị khổ rồi. Tại vì mình nghĩ đến những điều đó là mình không được vui rồi, ăn không no, ngủ không yên. Làm chi vậy? Bởi cho nên là chúng tôi thấy rằng là có thể nói rằng là mình có một vị nói với chúng tôi rằng mình nên cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, chứ đừng bắt hoàn cảnh phải thích nghi theo mình, hay bắt mọi người phải theo ý mình, mà mình phải sống thích nghi. Giống như chúng tôi nhớ đọc ở trong Kinh Trung Bộ có một cái câu chuyện hai vị thánh mà nhập cư ở một nơi đó. Rồi sau khi trở về đó thì hai vị thánh đã đảnh lễ Đức Phật. Khi đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật thường là sau khi nhập hạ đi xa về đó, thì Đức Phật ngài thường hỏi là nơi đó là sống có được an lạc hay không, có nghĩa là hành pháp có thể dễ dàng thuận lợi, rồi thiện pháp coi như là cái pháp bậc thánh hay là thiện pháp có được tăng trưởng hay không, và có đi khất thực có thực dễ dàng hay không. Thì hai cái vị nói trả lời là bạch Đức Thế Tôn, con sống vì người này chứ không phải vì con, sống vì người này, tức là nó vì một cái người, một cái vị đó, tức là chúng con sống với nhau bằng nước và sữa. Bởi vì nước và sữa nó sẽ là hòa tan được, còn nước và lửa thì nó chói với nhau. Nhưng mà nước và sữa đó thì nó hòa tan được, và mình buộc với lại người ta phải theo ý mình thì tốt hơn là mình nên sống hòa nguyện với người khác, hoặc là chúng ta cảm thấy như là sự thích nghi với cái hoàn cảnh mà người khác đang sống, thì có lẽ là trước mắt là chúng ta có được sự an lạc rồi. Hơn nữa là mình nuôi ở trong lòng một cái sự phẫn nộ thì trong lòng thì rõ ràng là cũng khó được cái sự an lành, mà tạo nên cái sự bất an rất là lớn. Khi mà tạo nên cái sự bất an như vậy thì trong nội lòng của mình, trong nội tâm của mình, nó có một cái vết hằn của sự phẫn nộ đó. Vì vậy cho nên là mình nói như vậy đó để mình thấy rằng là chính cái phẫn nộ này nó làm cho mình khổ,
Nhưng mà cái người mà đã sanh lên rồi á thì luôn luôn cho rằng mình có lý lẽ, mình có lý lẽ để mà mình giận họ vì họ xấu, họ sai, hay họ như thế này thế nọ, bị bởi tại gì đó. Thì cho nên là cái điều đó nó làm cho cái vết hằn ở trong lòng là sự phẫn nộ. Nhưng mà quý vị thấy rằng sân nó như là một mặt trái của một đồng tiền thôi, hai mặt của một đồng tiền, sân và tham. Đến khi mà nó sân ở trong lòng thì chúng ta không có cái sự mát mẻ. Và khi không có có cái sự mát mẻ như vậy thì xung quanh mình chưa có những cái người bạn thân thiết được. Hay nói trong Phật Pháp, tức nghĩa là mình chưa có một cái sự lan tỏa, chưa có một cái tâm từ để được lan tỏa cho mọi người, tạo sự mát tư cho mọi người, thì chúng ta không có những cái người bạn hiền, không có người bạn hiền, hay là không có những bậc thiện trí thức ở gần. Như vậy thì cái người mà từ bỏ sân á, chính là ở trong hiện tại chúng ta thấy rằng phẫn nộ ở đây đó, chúng ta từ bỏ được phẫn nộ thì ngay trong hiện tại là chúng ta được an lạc, bởi vì chúng ta không có chấp. Và trong tương lai thì có lẽ là do chúng ta không tạo cái nghiệp bất thiện từ ở cái lòng sân của mình, cho nên là mình không có sanh khổ cảnh. Nhưng mà một người mà từ bỏ được phẫn nộ, từ bỏ được phẫn nộ, thì ở đây có thể nói rằng là chỉ có cái người mà nhìn mình nói trên phương diện cái người mà tu hành thiền quán thì chỉ có nhiệm vụ là chánh niệm và tỉnh giác để theo dõi cái tâm của mình mà thôi. Bởi vì mình không theo dõi, cho nên là mình không có theo dõi từng ly từng tí á, cho nên là những cái lúc mà nó phẫn bức lên, nó phẫn nộ lên á, thì chúng ta không có nhìn ra cái tâm của mình, thì mình để cho mặc tình nó sanh khởi, rõ ràng là nó chi phối và nó điều phối mình, chi phối và điều phối mình. Như vậy thì ở đây với một người mà từ bỏ được cái sự phẫn nộ thì như là bậc A-na-hàm vậy đó, bỏ được phẫn nộ thì không có tái sanh lại khổ cảnh nữa rồi, không có tái sanh lại khổ dục nữa rồi. Thì vị đó bởi vì diệt được sân, mấy vị Phạm Thiên đó, mấy vị trong lòng của những vị đó, trong tâm những vị đó là đoạn trừ, coi như là giống như là áp chế được sân phẫn nộ rồi, áp chế được sân này. Bởi vì năm triền cái, tức là tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và hôn thị cái, các vị đó đang được áp chế, tức là áp chế nó không cho sanh khởi, cho nên không có sân, không có sân. Khi mà không có sân như vậy thì vị đó trở thành một cái vị Phạm Thiên. Mà khi mà trở thành một vị Phạm Thiên thì đặc biệt là đối với một cái người mà đoạn trừ được sân á, thì là chỉ cho bậc thánh. Còn bậc cái người phàm phu mà những người chứng thiền á, thì cái người đó họ cũng áp chế được sân vậy. Áp chế tạm thời, nhưng mà áp chế đang được áp chế, cho nên không có sân. Còn đối với bậc tam quả thì vị ấy đã đoạn trừ được sân rồi, cho nên là sân không có cơ hội để sanh khởi. Thì ở đây nói đến cái phẫn nộ cũng chính là một trong những cái hận ở trong lòng, sự sân quốc ở trong lòng và sự nóng nảy bực bội khó chịu ở trong lòng của mình cần phải bỏ. Mà để bỏ những điều đó thì mình chỉ có cái nhìn lại chính tâm mình, phản diện lại chính mình, phản diện lại chính mình. Mà để phản diện đó thì trong những cái phản khắc ngắt nhất, tức là trong những thời khắc nhắc nhức nhất, mình cần phải có chánh niệm và tỉnh giác trong mọi cái hành vi cử chỉ của mình, trong cái tiểu quay nghi hay là trong cái đại quay nghi, thì có lẽ là chúng ta có thể áp chế được những cái phiền não sân hận đó. Và cái pháp thứ 13 La Mã ở đây đó là như Đức Phật đã dạy, đó là: này các tỳ kheo, ai không thắng tri liễu tri dèm pha. Ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không từ bỏ, không từ bỏ, không từ
bỏ, có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri liễu trầm pha, ở đây tâm ly tham từ bỏ, có thể diệt trừ được khổ đau. Ở đây chúng ta thấy cái từ từ dèm pha. Dèm pha ở đây đó là có nghĩa trong một cái từ mà chúng ta nghĩ đến cái hai có cái chỉ trích người khác. Hay là dèm pha là chúng ta nói chuyện mà nó không có đâu vào đâu á. Không đâu vào đâu. Tức là nếu như mà mình nói thì có lẽ là nếu một cái người tu hành á thì mình nói những cái gì mà nó mang đến cái lợi lạc trong pháp cho họ thì cũng nên nói. Còn nếu mà nói những cái lời mà phù phiếm hay những cái lời chỉ trích người khác á thì cũng không nên. Bởi vì những việc mà chúng ta thấy ngày nay đó, nhiều khi cái việc mà nó xảy ra đó thì chúng ta thấy rằng nhiều khi có người này nói người kia cũng không nghe đâu, mà hoàn toàn là sinh ra những cái chuyện mà tạo nên cái dư luận, tạo nên cái tiếng từ ở cả cái mặt truyền thông đó, nó tạo nên một cái ảnh hưởng xấu cho Phật giáo. Nhưng mà họ vẫn phải nói, vẫn làm như thế này thế nọ. Thì sự thật ra thì rõ ràng là nhiều khi á, mình sống mà mình cứ chỉ trích người khác hoài đó thì nó cũng không nên. Bởi vì cái tâm của mình nhìn lại mình cái người tự phản diện là chính mình, tự mình phản tỉnh là chính mình thì khó mình cứ nhìn người ta không. Có những người trong kinh Pháp Cú có nói rằng là mình đừng nên nhìn người khác có làm hay không làm, mà mình nhìn lại chính mình coi có làm hay không làm. Ở đây khó làm hay không làm có nghĩa là việc tích cực, việc tốt, việc thiện mình đã làm chưa, và là việc tiêu cực hay là việc xấu đi nữa mình có từ bỏ hay chưa, mình có từ bỏ hay chưa, mình có không làm hay chưa. Thì mình cứ đặt lại vấn đề đó coi xem mình có làm được hay không làm. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó hay hơn. Bởi vì mình có nhìn người ta bằng ánh mắt nào mà mình sanh lòng chỉ trích hay là phê bình hay tất cả các thứ, thì cái chuyện đó nó cũng, nếu mà mình không có giữ cái tâm của mình thì hoàn toàn nó sinh ra những cái sự bất lợi cho cái nội tâm của mình. Chúng tôi nói một điều đó là khi mắt mình thấy, tai mình nghe, tâm mình suy nghĩ mà mình gặp được những chuyện tốt, may mắn thì có lẽ là chúng ta cảm thấy có an lạc. Còn nếu chúng ta mắt chúng ta nhìn chứng kiến cái cảnh xấu, rồi tai chúng ta nghe cái cảnh thinh xấu, rồi tâm chúng ta nghĩ đến những cái việc xấu, thì rõ ràng nó ảnh hưởng ở cái nội tâm rất là lớn. Nội tâm rất là lớn. Vì vậy cho nên ở đây đó, nếu mà là một cái người mà tu tập á, thì mình phản diện lại chính mình, nhìn lại với một cái người mà nhìn lại những cái hành vi, việc này nên làm hay không nên làm thì tốt hơn. Tại vì mình ngay cả những cái việc này nên làm hay không nên làm á, thì mình còn phải khai xét là làm nó kết quả ra sao á, thì mình nên làm. Còn nếu mà không có biết kết quả ra sao, mông lung á, thì rõ ràng chúng ta cũng không nên làm những điều đó. Còn cái gọi là dèm pha thì rõ ràng là một trong những cái thái độ chỉ trích hay là nói chuyện của người khác, thì rõ ràng là cái tâm của người đó không có được cái sự an lạc. Chúng tôi có gặp một người là khi mà nói chuyện của người khác thường đặt mình vào trong cái vị trí của cái người đó, cuối cùng là mình thấy cái câu chuyện họ nói mà tâm họ tự động sân lên, họ quát tháo lên, thì rõ ràng là không có nhìn lại cái tâm của mình á. Như vậy thì chúng ta thấy những cái người mà tu tập á, giống như là một vị pháp sư ngày xưa, chúng tôi nhớ sư trưởng có nhắc chúng tôi đó là như thế này nè. Một vị pháp sư là quý trọng thính giả, phải có cái đức tánh quý trọng thính giả.
Tức là cái người nghe, dù là người cư sĩ, dù là đông hay là ít người, dù là người đó ra sao, mình phải biết quý trọng những cái người nghe. Và quý trọng ở đây là mình nói bằng với lời chánh pháp, nói những lời chánh pháp. Thứ hai, đức tính của cái người pháp sư, giảng sư đó, thì không có tự thán quỷ tha, có nghĩa là tự không có tự khen mình và cũng không nên chê người. Bởi vì mình có nói mình đúng đi nữa, mình chê người tức là mình đã không đúng rồi. Mình chê người là không đúng. Cho nên chúng ta cũng không có chê người, không có chê người, và cũng không tự tâng bốc mình lên để trở thành một cái người đặc biệt hay là cái người như thế này thế nọ. Rõ ràng là cái việc đó là một cái đức tính của một vị pháp sư. Cái đức tính thứ ba nữa là không chú trọng đến lợi lộc. Dù gì đi nữa thì vị pháp sư phải thực hiện với cái công việc của mình, duy nhất là mình truyền đạt giáo pháp này đến với cho mọi người, dù lợi lộc không lợi lộc, chuyện đó không quan tâm, mà chúng ta nên y vào chánh pháp để diễn đạt. Đó là điều mà cần tính của người cái một vị pháp sư. Cũng như vậy, đối với một vị tu thiền, chúng tôi không gọi là thiền sư mà gọi là một vị tu thiền, thì không nên nhìn về một cái người khác, mà hãy nhìn về chính tâm của mình. Bởi vì mình có nhìn về người khác, mình xem người khác, mình cứ tìm dạch lá tìm sâu, thì làm cho cái tâm của cái vị thiền sinh đó cũng không tốt. Mà mình phải nhìn lại cái tâm của mình có làm hay là không làm, như trong kinh Phật Cú đã nói. Tức là mình nhìn lại coi là cái tâm mình có thật sự thanh tịnh, có an tịnh chưa, hay là của mình đang phóng dật, đang lao chao, đang nghĩ ngợi tới những chuyện người khác, hay đang nói năng đến chuyện của người khác, thì cái việc đó cũng không nên. Bởi vì mình nhìn cái chuyện người khác thì cũng chẳng có lợi ích về cái tâm của mình. Cho nên là cái việc mà chính đáng nhất là mình quay về với chính tâm của mình. Cho nên ở trong đây á, chúng ta thấy rằng là Đức Phật dạy là giới phẫn nộ phẫn quốc, chúng sanh đi ác thú. Điều đó là điều mà chúng ta thấy rồi. Rồi bậc thiền chí, thiền quán chánh trí, từ bỏ phẫn nộ ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại đời này. Cho nên là mình nhìn cái tâm của mình cái người tu thiền ấy, nhìn lúc mà nó sân lên ấy, hay là khó chịu lên một cái điều gì, từ cái lời nói trong cái cư xử bình thường, hay hoặc là những cái việc sinh hoạt, những người bạn tu của mình xung quanh, mình làm chuyện gì thì mình cũng nên hỷ xả cái chuyện đó. Chứ mình câu chấp rồi mình cảm thấy như khó chịu, phẫn uất trong lòng, thì rõ ràng là cái sự tu tập của mình nó cũng khó mà tiến triển. Nhưng mà đối với một người mà từ bỏ được cái sự gièm pha đó, vị mà từ bỏ gièm pha đó là không bao giờ, tức là không có nói chuyện chỉ trích hay là nói chuyện phi lý, làm cho tâm của mình dao động, làm cho tâm của mình buông lung, làm cho tâm của mình nó hời hợt. Như vậy thì cái việc chính đáng của mình, mình không lo mà lo những chuyện người khác, hay hoặc là lo những chuyện mà chỉ trích, hay hoặc là phê phán, hoặc là nói những chuyện nó không có đâu vào đâu, chuyện vô ích ấy, thì rõ ràng là một trong những cái cách mà làm cho cái đời sống của mình, đời tu của mình nó không tốt. Ngày nay đó, chúng ta thấy rằng nó nhiều khi đó là trên mạng xã hội, rồi nay dịp mốt chuyện nọ, mình có những cái thông đa chiều, thông tin phong phú, nhưng mà chính vì vậy mình biết rất nhiều việc, mà chính vì đó cho nên là tâm của mình nó bị cuốn hút theo trần cảnh rất là nhiều. Nếu không khéo thì rốt cuộc lại là mình cứ chạy bến bờ này rồi chạy bến bờ kia, rốt cuộc lại mình không có cái chỗ đứng nào cho chính mình hết á, thì nó rất uổng cho cái cuộc tu. Phật giáo á, thì một điều đó chúng tôi nghĩ rằng những cái gì mà chúng ta thực hành
những gì chúng ta suy nghĩ đúng, những gì chúng ta thực hành đúng, thì đã góp phần cho Phật giáo được phát triển và tồn tại rồi. Và chúng ta nói chung là về tinh thần chung, luôn luôn nghĩ đến cái tiền đồ của Phật Pháp, tức là cái sự tồn tại của Phật Pháp. Nhưng mà rồi đó, thì nếu mà để mà góp phần cho Phật Pháp được tồn tại, thì ngoài cái việc mà bản thân của mình tự tạo, tự tu tập cho mình tốt đó, đã góp phần rồi, góp phần cho Phật giáo được tồn tại rồi. Và đồng thời cũng là cái tri kiến của mình, lời nói của mình cũng góp phần cho Phật giáo được sống còn, đóng sống còn. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng với một cái người mà có thiền quán chánh trí, hãy từ bỏ gièm pha, từ bỏ không bao giờ trở lại từ đời này. Có nghĩa là một trong những cái tâm dao động, có nghĩa là những cái tâm phẫn uất, từ hay là trong những cái tâm si mê, thì những cái điều này là những cái điều mà chúng ta không cần phải có. Trong kinh Đức Phật dạy là nếu mà người từ bỏ được những cái điều này thì có lẽ là người đó không có tái sanh, không có khổ ở trong đời sống hiện tại. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ Phật tử được an vui tiến hóa. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính mời quý Phật tử lên. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạ, Thượng Tọa Phúc Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính Thượng Tọa Minh Hạ chúc phúc cho chúng con được trọn nguyện phước báo. Dạ, con kính dân đức kính sư. Phật tổ sắp mang ra rác khăn tổ sắp bè đê của ta sắp bà bù đà nữ phá quê nà sá đà sá thị phương quân tử chê. Phật tổ sắp mang ra khăn tổ sắp bè đê của ta sắp bà nà quê nà sá đà sá thị phương quân tử chê. Phật tổ sắp mang ra khăn tổ sắp bè đê của ta sắp bà sáng khá nữ phá quê nà sá đà sá thị phương quân tử chê. Tất cả phước báo không có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, có sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho hoa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lần hai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Phúc Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm, Đại Đức Quốc Tính Cục Chư Tôn Đức đã vào gồm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya de wa pa san ti vi ha ra wa chi ni tu pe ga re mu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thin ga ron te tha vi ha ra mang da le te ra cha ma cha na wa ka cha mi kha vo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sa pa na bu ta su ki ta pa wan tu te cha na bu cha ye pi cha na tham pa wa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ca ai ya ni căng tham ma wa răng pa tiếp cha te sa pe pi duk khap sa kha ron tu sang kha yang tha tu ki răng sa răng thầm mô thầm ma tha ra cha phô kê la thằng phô hô tu sa mắc vô hù á
Atha ya cha hi ta ya cha am he rat kham tu sat tham mo sappe pi thamma chari no vut thêm sam pa pu ngay ya ma amma riya pa we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào công nghiệp pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ.